chỉ có một dâu nhưng sóng của nó thì anh em cứ yên tâm, sóng bên mình đã tét, sóng nó vỗ thì giặt rào luôn, sóng vỗ giặt rào anh em nhé. Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với video của Huấn Audio. Trong video ngày hôm nay bên mình giới thiệu một bộ mic không dây để anh em có thể hát karaoke gia đình cũng như hát trong các phòng chuyên nghiệp, các quán hát cho nhau nghe, cà phê sân vườn. Đây là một bộ mic mà anh em có thể làm show trong các sự kiện 100-200 người. Đây là bộ mic mình sẽ quay thực tế này. Đây anh em mình xem này, nói rõ này. Đây là hãng của nó là Watson, model là WD18. Đây là mặt nhôm anh nhá, mặt nhôm còn rất đẹp anh em nhá, mặt nhôm còn rất đẹp. Mặt nhôm mà đẹp. Ở đây anh em thấy người ta đã quay cho mình biết đây là một cái mic để chỗ rất là sự kiện ở rất đông người ngồi này. Đấy, anh em thấy nhá. Về lúc nào sự kiện thì người nhà sản xuất đã hướng dẫn anh em là để cái mic này, cái đầu thu của mic này là nó sao cho nó cao hơn cao hơn chỗ nâng người ngồi. Anh em đặt ký hiệu này, nghĩa là cao hơn chỗ nâng người ngồi nhá. Tốt nhất là mình sẽ cho cao lên thì nó tốt hơn. Đó, cao hơn nâng người ngồi. Đó. Đây là mic sự kiện. Mic sự kiện con này chỉ có một dâu. Chỉ có một dâu nhưng sóng của nó thì anh em cứ yên tâm, sóng bên mình đã tét, sóng nó vỗ thì giặt rào luôn, sóng vỗ giặt rào anh em nhé. Có cả ca lông và xuất 6 ni. Những cái nguồn thì bên mình sẽ cung cấp đầy đủ những dây 6 ni, cung cấp đầy đủ cho các bác về chơi. Watson mix sự kiện anh em nhé. Đây là đầu thu. Và cái tay của nó đây, tay có tay làm cháo rồi. Đây tay, tay mic là tay đuôi chuột anh em nhé, tay đuôi chuột đó, dùng là hai cục pin A cộng này, đuôi chuột, tay bằng nhôm nhá, tay nhôm và củ mic anh em xem, củ mic là củ 3G nhá, củ xịn luôn, zin xịn luôn, 3G. Dòng này là dòng 6 số tự ngắt, 6 số tự ngắt. Với dòng mic này thì mình đánh giá luôn trước khi test cho bác này. Thứ nhất là âm sáng, âm của mic là sáng, vang, vang đi xa, rất là vang xa. 6 số tự ngắt anh em nhé. Anh em ấn vào một cái là sẽ lên. Đó. 6 số ở đấy. Em đang đấu vào cái con dưới này. Con dưới nhưng nó này đang chạy tần số. Đang chưa dò tần số để cho sang mic bên kia vậy. Cái tần số này nó chưa cho chuẩn thì nó sẽ lệch chạy. Đó, cái bên này thì ok rồi này. Để đấy, có tín hiệu. Anh em nghe rất là sáng tiếng, rất sáng tiếng. Và đây chưa tự ngắt này, test anh em chưa tự ngắt nha. Vừa rồi là bên mình cũng đây, nếu như cũng loa nói to thế mà cũng khá gần gần loa. Đây là toàn là loa bát 16 nhá. Độ rít mic này cực kỳ cao mà nó không bị rít. Nó thông thường nó khoảng 2 giây thì nó ngắt. Đó. Ngắt. Gõ mạnh thì nó lên nó nảy. Với bộ mic này thì bên Huấn Audio đang phân phối và bao ship luôn cho anh em là 1.900.000. 1.900.000 anh em nhé. 6 số tự ngắt và dòng đuôi chuột tay nhôm, mặt nhôm luôn, mặt nhôm luôn. Thì không có gì mà phải đắn đo bộ này đâu. Bao anh em dùng hay, bao dùng hay luôn, 1.900.000 nhé. Anh em nào quan tâm điện thoại cho bên mình qua số máy 0904 61 23 23. Và chân thành cảm ơn anh em đã theo dõi video này.